Mời quý vị khán giả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ giới thiệu. Dạ, mọi người ơi, mọi người ơi. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Lê Dương Vũ Lâm, năm nay 30 tuổi, công việc chính của em là diễn viên. Và đây là người đầu ấp tay gối với em, Quỳnh Quỳnh. Giới thiệu đi Quỳnh. Dạ, Quỳnh. Xin chào mọi người, em tên là Tạ Thị Quỳnh Anh, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là trợ lý của anh Lâm. Cái cơ duyên nào mà em và Bảo Lâm lại gặp nhau, và ấn tượng đầu tiên của em dành cho người đàn ông này là gì? Dạ, em với anh Lâm gặp nhau là ngày 14 tháng 2. Là cái thường thường cái lễ tình yêu là em đều đem hoa ra công viên để bán. Anh quen cái người bạn của em, cho nên là ảnh từ thành phố ảnh về ảnh chơi chung. Mà lúc đầu tiên thì em thấy ảnh là em rất là ghét. Ảnh chảnh chẹ lắm, ảnh giống như thằng khùng á. Em bán hoa ở đâu? Dạ công viên ở dưới Long Thành. Long Thành đó. Dưới Long Thành, còn Lâm là từ thành phố về. Dạ lúc đó em là sinh viên trường sân khấu rồi, năm 2 rồi. Mà lúc đó mình thể hiện xíu, tức là lãng tử xíu, tóc tai vút vút các thứ. Rồi chạy xe, mà lúc đó em chạy xe SH. Thế ghê lắm. Em còn nguyên chậm bóng bóng ở sau xe đó. Chạy nén. Tao nhìn em quá trời, em cứ tưởng là người ta trầm trồ với nhan sắc của em. Nhưng không, sao để mới biết giống một không ưa nhau vậy rồi sao mà hai đứa tiếp cận nhau đúng không? Dạ từ lúc đầu em thấy ảnh cũng đẹp, nhưng mà nghĩ là ảnh chắc sẽ không cua em, tại em xấu lắm. Với lại em nghĩ là em cũng không với được cái người giống như vậy. Dạ nếu như mà ở Sài Gòn á, vô trường sân khấu là trung bình, không ai thèm nhìn hết. Nhưng về với cái việc của em, em là thuộc dạng mà cực phẩm. Ăn hiếm phẩm đó, thực phẩm thực sự luôn. Tức là ra đường là ai cũng chầm trổ trơn trọi. Quỳnh có một người em nữa rất là đẹp luôn. Người em thì trưng diện hơn. Còn người chị thì nhìn ban đầu thì dơ nhưng mà không có để ý. Tại sao Lâm tía thác mà Lâm cột một cái chùm bóng bóng, sao là chột bóng bóng làm gì? Chú ý. Tại vì nếu mà đi một mình em sợ là không có đủ cái sức hút để người ta chú ý em. Trời đất ơi, nó em mua 200.000 bóng bóng. Mà bóng bóng bay đó. Mình nặng. Sao thuận em tâm sự với anh mà tụi anh nói em mình nặng. Còn chùm bóng bóng rất là nhiều. Rồi sao nè. Chùm bóng bóng mà bóng bóng màu hồng, màu xanh đồ, màu rất là bu đê. Chạm vào một kiếm yêu. Tức là cái khu đó đó, là mỗi tối là tất cả những người mà cô đơn, người mẹ ta thường ra ngoài để tìm người yêu rồi nọ. Rồi tấn công con nhỏ em sao? Vô là làm quen nhỏ em. Xong rồi sao nữa? Bắn bông đúng không? Hai đứa cùng bắn bông hả? Hai chị em bắn bông. Con có em là chủ yếu là dẹo để quát khách, để quát khách, quát khách để vô bông. Còn nhỏ chị là không có nhan sắc cho nên dạt vô trong. Cắt bông, cắm bông đồ. Là nhỏ em tươi quá. Là tấp vô làm quen nhỏ em. Nhưng mà sau khi vô là biết nhỏ em có bồ phải không? Lúc có quen ai đúng không? Coi như là chết luôn rồi. Rồi sao sao đây, không lẽ tôi làm còn bóng bóng tôi làm rần rần chơi đó. Nhưng mà anh hỏi này, khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông không còn nhỏ nào bắn bông khác? Tức là cái khu đó bữa đó gái đẹp như đi đâu hết trơn rồi. Còn hai chị em nhỏ nẻ lại quỷ cái. Vợ em mà kêu quỷ cái không mà chị ơi. Ủa sao kỳ vậy, tại sao em gọi là quỷ cái hả? Dạ em biết kêu rất quen rồi. Vợ nhà em tên tí em. Quỷ cái chứ em. Quỷ cái gì, quỷ cái. Mà 8 giờ rồi mà không có ai, không ai mua. Mà lâu lâu mới về Long Thành một lần. Thôi kệ, coi như là thí mạng luôn đi. Có đại đúng không? Cho vui nhà vui cửa đi. Có này bắt đại cái kia. Bắt đại cái kia. Nói chuyện như bà này. Xong rồi cái bà rủ đi ăn. Em rủ đi ăn đúng không? Dù duyên, tại vì tôi rủ nguyên nhóm rủ ông nào. Rủ nhóm đi ăn. Dòng vô đi ăn mà biết thân phận mình xấu hay sao á, ăn tự trả tiền luôn. Trời ơi. Mà nguyên một bầy con trai mà tự trả tiền. Không biết nhục còn nói. Đó kìa, không biết nhục còn nói kìa. Sao không bao người ta? Tại mình đẹp, mình là trai đẹp dưới quê cho nên mình không có giá. Bạn mời tôi là bạn phải bao tôi chứ. Ông ghen ghê. Rồi sau khi mà đi ăn cái bữa đó, em còn ấn tượng là anh này bị khùng nữa không? Hay là cái ấn tượng của em có thay đổi? Em cũng hay ghét lắm. Tại vì em thích cái anh kia. Trời ơi. Ai vậy? Đức hả? Dù gì. Mới cái xong cái ảnh đưa em về, cứ dí theo em, xin số điện thoại của em. Cái em thôi cho đại, chứ để nó mất công nó càng cười riết nữa. Cái xong cái cũng cho, cái anh nhắn tin 3 ngày sau, cái anh chở em về nhà ảnh luôn. Chở em về nhà ảnh luôn. Rồi về rủ nhiều bạn chứ không phải là về một mình cô. Rủ về xong rồi tự nhiên thấy tính cô tốt quá. Là em thấy cô này cũng, hồi đó giờ có ai nói với em á là nghi ngờ giới tính của Lâm không? Dạ có nhiều chứ. Nói sao? Dạ nói mày quen cái thằng đó BD vậy. Nó không có cưới mày đâu.
ít nhiều gì em cũng là gái mới lớn mà. Dạ. Đúng không? Mới lớn anh. Không, cái lúc đó anh đang nói đó, em cũng phải hồ nghi chứ. Có nghi không? Dạ không. Tại không, em thấy ảnh men lắm. Chứ em nghĩ là tụi nó chắc ganh tị với em. Lâm làm gì em mà em biết nó men? Làm dạ. Gì em cảm nhận được. Cảm nhận. Dạ. Đang hỏi kìa, nó cất ấy không nó. Đúng không? Quen có đó, có vụ đó. Nó đây nè. Lực lượng có vụ không nè? Dạ có chứ. Bao lâu làm bao lâu là bắt đầu vụ? Dạ. Đàn ông nào cũng vậy hết trơn á, vụ hết á. 7 tháng rồi. À, đến vụ kia nữa ở lâu không? Dạ. Tự nguyện. Ghê lắm. Ai ghê. Ý là em á. Sao đâu. Anh nghĩ với nhan sắc này, em mà cởi cái bộ đồ vest ra cái là muối đồ thì ghê lắm. Chuột con này nọ. Ừ. Thử hỏi. Ừ. Quỳnh nào chịu nổi. Quỳnh nào mà chịu nổi. Ồ. Vậy có nghĩa là Lâm đâu cần dụ nhiều đúng không? Không dụ nhiều chị. Em chỉ cần nói chị Dân biết cái miệng của em rồi đó. Ừ. Ví dụ em muốn hề nó hề. Ừ, em muốn mà lãng mạn ngôn tình cũng có luôn. Ừ. Bao lâu thì cổ mới lên Sài Gòn. Cô làm trợ lý cho em. Mấy năm rồi? Ở chung nhà với em. Dạ, quen nhau chắc cũng phải 5 năm. 5 năm là trong sáng đúng không? 5 năm trong sáng anh. Trong sáng không? Trời ơi. Sáng nhẹ thôi, nói trong sáng là xạo. Sáng nhẹ. Nói trong sáng 5 năm cho em gặp mặt. À, dối trá. Dối trá. Dối trá. Trời ơi, tôi sợ ghê. Trời ơi, ghê. Cái bà nó ghê, nó dễ cầu sớm hơn bà đó. Em nói thiệt. Còn mấy người mà ta chia sẻ thật lòng, tôi vậy là mấy người đó đàng hoàng. Đúng. Trời ơi, tụi hung ghê, trời nắm tay, trời ơi. Bà đã theo trai sớm. Đó, hay quá. Có nhiều trường hợp rồi. Hay quá Lâm ơi. Coi... Nói về 5 năm trong sáng thì không trong sáng lắm. Sáng nhẹ. Thì cũng có sơ mút đồ này nọ. Nhưng thật lòng. Ờ. Và quen đến 5 năm. Và khi đó điều kiện em có rồi, em nghĩ là em đã nuôi cô này được rồi. Và em lo cho cô này được rồi. Và em... kêu là thôi lên đây ở đi để mà hỗ trợ nhau trong công việc. Em lên chung thì ảnh để nguyên một ngày ở nhà từ sáng đến tối mà ảnh đi hoài mà em điện thoại cũng không được nữa. Mà người ta đang quay một cái điện video video hoài, đi đâu mà sao mà không cho gặp mặt. Đi quay với ai? Bà ghen á phải không? Bà ghen. Đi làm ta kiếm đồng tiền cực khổ trăm bề mà ở nhà mà ghen tuông mù quáng như vậy. Em đã kêu Quỳnh lên Sài Gòn chắc chắn là em đã tạo được một cái niềm tin với phụ huynh của Quỳnh rồi, đúng không? Dạ. Ba Quỳnh mê em lắm. Ba em một ít cười lắm, mỗi lần coi thấy ổng cái cười cái tiếc cái hai cái nú này ra luôn. Trời ơi. Nói nghe nè, như vậy là mình sẽ tính là tính từ cái lúc mà ha em Quỳnh bắt đầu lên ở trên này để làm trợ lý cho Lâm là bắt đầu lòi ra tật xấu nè. Lúc rồi. Đó mới thấy được tật xấu của nhau nè. Giờ để Quỳnh nó kể. Dạ, anh bày hài đó. Trời ơi. Với lại hay cọc cằn nữa. Du duyên nhiều thứ lắm. Dài dớ của anh này vậy, anh hay dục lên mặt. Đâu em vậy nè. Bệnh hoạn. Trời ơi, dân. Ủa cái vớ mà dục lên mặt người ta là bệnh lắm luôn à. Rồi đó. Anh hay kéo quần anh dục lên mặt em. Rồi cái gì nữa nè. Ổng nhân viên lắm, ổng ví dụ ổng kêu em là ổng nhắn tin là gần 5 phút nữa về tới nhà nha, chuẩn bị cơm. Cơm canh đều phải nóng hết chứ nguội là không ăn. Em chuẩn bị sẵn hết rồi. Cái về tới nơi thôi anh mệt quá anh không ăn đâu. Hơi nữa cái em dọn lại lần nữa mới chịu ăn mà phải năn nỉ mới chịu ăn. Em nấu cơm. Dạ. Lâm có bao giờ nấu cơm không? Dạ không. Vậy hả? Rồi á có hay khen em không? Dạ, chỉ chê thôi. 7 năm quen biết nhau, chỉ có đúng một lần là anh vô nhà em là em đang nấu cái canh á. Cái anh ăn anh khen tới tấp. Mèo ơi. Hồi lúc mới quen á, khen cái ghê lắm, giờ chơi muốn giống như là đồ bỏ đi. Chê là chê giỡn thôi chứ đúng không? Không, chê thiệt anh. Thật sự món đồ ăn rất dở luôn. Là cô ấy không ăn hành được, là ép mình không ăn hành, không ăn ngò luôn. Mà đặc biệt là gia đình có kỵ chữ đường. Không có giờ mình ăn đường, em là... Khoái ngọt. Khoái ngọt. Mà giờ đi làm vừa mệt vậy. Mà đồ ăn thì lúc nào cũng xum xuê hết. Xum xuê, đồ ăn là xum xuê nha. Nhưng không có đường. Không ăn được. Nó mặn hoặc là nó lạc quá. Đúng là nó bị sao sao á. Như vậy thì mỗi lần ăn uống chắc lại là căng thẳng lắm luôn. Rất là căng thẳng và cọc luôn. Sẵn nói tật xấu của vợ luôn đi. Nói luôn tới phần em rồi đó. Không cho nó nói em nữa. Rồi bắt đầu. Rất là nhiều. Ví dụ em mà đi chơi là cả showbiz biết. Điện video của em tắt 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 tắt. Ví dụ chồng mình tắt thì mình thôi đi. Không. Điện cho Nam Thư. Điện Nam Thư xong điện cho Dương Thanh Vàng. Rồi điện cho Khả Như. Điện cho tất cả showbiz. Mà 4 giờ sáng điện ta. Rồi chị Như bắt đầu đồn với chị Thư. Chị Thư bắt đầu đồn cho đó. Bắt đầu tụ họp lại. Rồi xong. Nói thằng Lâm thì ăn chơi đồ này nọ. Là bữa điện cho ai? Nam Thư hả?
Chứ ai? Tội nghiệp bà Năm Thư, sao mà trời ơi Lâm ơi, tôi tưởng mày chết Lâm ơi. 4 giờ sáng vợ mày điện tôi khóc quá trời Lâm ơi. Có nghĩa là làm rần rần đổ độ lên và tất cả mọi người hoang mang hết. Chị Tâm Thư điện cho em, chị Khả Như điện cho em. Nói là trời ơi, biết nó bị cái gì không? Có chuyện gì không mà sao vợ nó hoang mang chứ vậy? Dạ. Chị, cuối cùng bữa đó ông đi đâu? Bữa đó đi nhậu. Đi nhậu với bạn. Vui một năm em chỉ đi chơi một lần thôi mà cũng không cho chơi. Mà biết đi tập bài, đi kiếm tiền là không bao giờ điện nha. Tại nói anh đi chơi em cũng phải nóng lòng chứ. Phải lo đúng dạ. Không? Phải lo chứ. Chơi rồi 4 giờ mấy mà. Sáng về nhà rồi cái việc đầu tiên em làm là cái gì? Em ngủ. Em về em giận luôn chứ chị. Mà từ đó giờ cái thật của em là em mà giận là cô ấy là người xin lỗi em, không về em xin lỗi trước. Nghĩ đó hả? Dạ. Trời ơi. Là nó xin lỗi đồ này nọ, bóp chân bóp tay đồ này nọ, quề luôn. Ở nhà chắc em nói hết đúng không? Ở nhà chắc cô ấy bị thiệt thòi, không có dám không nói có gì. Ai cũng tưởng em là ở nhà là em nói chuyện nhiều lắm. Nhưng mà không có, ở nhà em không có nói chuyện thiệt sự luôn. Em nói này giùm anh chứ anh nói kỳ á. Dạ ở nhà thì anh đầm tính lắm. Anh không có nói chuyện với ai á. Em cậy họng cũng nói nữa. Thiệt không, ở nhà nó bắt em lên đây nói gì vậy? Dạ, thiệt không? Dạ không, thiệt. Là bữa giờ em là đăng lên Facebook là tìm tài xế. Em nói là tất cả yêu cầu là giờ giấc đồ này họ lương bổng ok hết. Nhưng nó có nói nhiều hay không? Nó nói nhiều là ổng không lái. Ông mệt. Ông bị mệt. Nhà em không có nói chuyện, em nói mệt. Em để dành cái năng lượng để em đi quay. Để dành năng lượng để khi mà em live stream em làm công việc thôi. Ai cũng tưởng nhà em nói nhiều, em không có nói nhiều mọi người ơi. Anh thấy Quỳnh hơi ít nói đúng không? Ít nói anh. Nhưng mà làm nhiều, dù xây nhà là cô ta xây luôn. Tất cả cái gì mà lớn lao rồi tất cả lo hết 100%. Còn em làm cái đó không được. Những cái gì mà như của những người đàn ông là cô ta làm hết. Ở nhà kêu em là công chúa. Công chúa ơi, công chúa ơi. Vậy á hả? Hồi đó ảnh thích em là mẹ của ảnh lắm. Lúc mà gọi ở trọ chút chưa có con á, ảnh là con của em á. Ảnh ngồng trong phòng á sung sướng, ảnh thích nhất là trời mưa là được ấm áp với mẹ lo. Em hay vô đắp mền cho ảnh lắm. Cảnh phái anh kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Ờ đi ghét quá vậy. Ờ vậy hả? Mỗi lần mà kêu nó mẹ ơi, cơm con ăn. Là mẹ bây giờ nấu được cơm cho ăn. Mẹ ơi, không ăn. Tưởng tượng là mẹ đắp mền cho con. Dễ thương quá. Dễ thương quá hả? Ngày hôm nói cái vấn đề nữa là ngày xưa là vừa làm trợ lý vừa làm tài xế cho em luôn. Em với con Dương Thanh Vàng là đi diễn đi tấu hài chị, là cô ta thắng chạy tới đâu là răng răng tới đó. Lái xe hơi á hả? Lái xe hơi à. Mà thắng là thắng lết bánh. Mỗi khi mà tụi em chạy show là nhiệm vụ con Dương Thanh Vàng là bắt đầu nó xỉu trong xe chị. Ví dụ lỡ nhưng mà chú công an mà chú bắt một cái là nói là con Dương Thanh Vàng nó diễn quá nó bị tăng xong nó bị xỉu. Rất là giỏi. Sao mà còn em tới giờ em chưa biết lái xe luôn. Sao em đưa tụi anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không vậy? Nhưng mà vậy là có xe xu ăn diện không? Không, không xe xu ăn diện mà nó đi theo cái kiểu mà nó bị bày hay luôn đó chị. Trời ơi. Tức là đi tới chỗ đông người thì mặc đồ rất là ok. Nhưng ở nhà mặc những cái bộ đồ hú hồn. Những cái bộ đồ mà mấy chục ngàn, ngoài 40 ngàn hả? Bộ đồ mà về dưới quê, về với mẹ mà mấy cái sớm mà cái miệt, miệt thứ, miệt mà đổ đống 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 đó. 30-40 ngàn. Mấy cái mà ren 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 mà bông qua rồi này nọ đó. Mà mặc cái nồi mà nó cũ mà không chịu dục. Em phải đè đầu em xé, bữa em bứt hai cái dây nè để dục cái bộ đồ đó mua đồ khác. Nhiều khi em hỏi Quỳnh ơi sao mà kỳ của Quỳnh. Ví dụ nhiều khi mà anh về anh mệt mỏi em phải sexy một xíu. Em cũng phải mặc đồ, em uống lượng một xíu. Uống lượng. Để cho mà nó tươi mới cái tình yêu mình. Nhưng không chịu vẫn mặc cái bộ đồ sến xúa mà dây hai dây đồ bèo đồ này nọ mà nó như nhăn nhíu đồ thấy ghê lắm. Tại không hết tại những cái đây em mặc như nó thoải mái, có em bé nữa em. Nó mặc đầm thì nó rườm rà đâu có ngồi lên ngồi xuống để mà làm đồ ăn đâu. Chị biết em vừa làm đồ ăn xong rồi con khóc em phải chạy lên, vừa chạy lên chạy xuống mà thang lầu nó rất là nhiều mày rất là mệt mà mặc đầm thì nó vướng díu tùm lum hết á. Với lại nhiều thẩm mỹ viện em kêu Quỳnh ơi vô răng mình bị mẻ. Bây giờ em mình đi làm đi cũng không chịu làm. Tiếng mày là cái thẩm mỹ viện nó cho miễn phí, năn nỉ quá mới qua làm thôi. Vậy đó hả? Thiêu thôi. Nói chung là không có biết chân diện cho bản thân của mình. Mà bây giờ em có mong muốn Quỳnh là cái điều gì không? Bữa nay nói thật lòng với Quỳnh luôn đi. Mong nói muốn điều gì thay đổi á? Em mong muốn nói là luôn. Quỳnh sẽ giục những bộ đồ cũ ở nhà đi. Và đừng ăn cắp phấn son của em nữa. Cái vỏ đồ trang điểm của em lâu lâu em mất đồ anh, em mất cây son, em mất cây vẽ chân mày, em tức em chửi trợ lý em, chụp tưởng nó làm mất, ai về về vợ em cắp của em. Mà hai vợ chồng đã tối ngày cái chữ lộn đề son phấn nó kỳ lắm. Ví dụ em kêu đi đám cưới đám hỏi đám rồi đó thì mình ra tiệm mình trang điểm khoảng 200 ngàn 300 ngàn không chịu, nhà tự vẽ chị mà nó cũng khéo tay đâu, vẽ cái mặt nó kỳ lắm. Mà
mà phải chi mà người bình thường nó vợ Lê Dương Bảo Lâm diễn viên đồ này nọ mà vẽ mặt kỳ cục kỳ đời. Vẽ sao đâu nè, tức là tự phiêu anh. Gì? Hồi nãy lên đây là tự trang điểm em nói không chương trình có bắt cúp đàng hoàng đi lên trển cho người ta làm. Em đạt hai chồng chửi lộn xong mới lên tới đây làm. Thật sự hy vọng là trong thời gian rảnh rỗi thì học nấu ăn ngon hơn. Nên chịu khó nêm đường xíu để cho cái cuộc sống mà nó ngọt ngào hơn. Em muốn là em nấu ăn thì cũng tâm huyết của em á, cho nên đừng có trêu lố quá. Anh nhiều khi anh chơi mà em thấy em buồn lắm. Đồ ăn cũng trang trí đồ đẹp lắm. Em thấy hoành nó ngon vậy, nó hoành tráng lắm. Cá mắm đồ lẩu đồ nghi ngút nghi ngút nghi ngút. Nhưng ăn vô thấy ghê. Tại em mong muốn, thay đổi điều gì? Người đàn ông này. Dạ chỉ mong anh là bớt chơi em lại thôi. Lâm là cái như là tấn công tới tấp người mình, nhưng mà anh biết trong thâm tâm em rất là thương vợ em. Thì nhân hôm nay anh cũng như là mọi người cũng đang rất muốn nghe em nói một lời gì đó thật lòng thật tâm của em dành cho người phụ nữ này. Ví dụ khi mà em đi theo cái con đường nghệ thuật này chắc chắn sẽ thị phi rất là nhiều, và khi mà vợ em nghe những cái lời đó thì chắc chắn là vợ em cũng sẽ bị chạnh lòng đôi chút. Thì em chỉ muốn nói là em không bao giờ đem cái hạnh phúc của em ra mà em đùa giỡn. Ai nói gì nói, miễn là gia đình mình hạnh phúc, cùng nhau nắm tay qua những cái chặng đường khó khăn gian nan là được rồi. Cho dù ngoài kia bao la sóng gió, chỉ cần anh với em bảo vệ nhau, hạnh phúc với nhau là được. Ok.